Hiện đang là thời điểm người chăn nuôi heo tái đàn để chuẩn bị phục vụ dịp Tết sắp đến. Nhưng người chăn nuôi heo đang e ngại do dịch tả heo châu Phi thì đang bùng phát. Giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng, còn giá heo hơi lại giảm. Đồng Nai được mệnh danh là thủ phủ chăn nuôi heo của cả nước với gần 2,5 triệu con, với 3.000 trang trại và nông hộ. Nhưng hiện nay nhiều bà con quyết định tạm dừng chăn nuôi, đặc biệt huyện Thống Nhất có khoảng 1.000 trại heo nuôi gia công đóng cửa. Một hộ chăn nuôi cho biết thương lái đang mua heo hơi với giá 51.000 đồng đến 54.000 đồng một ký, thấp hơn so với 2 tháng trước 6.000 đến 7.000 đồng một ký. Trong khi giá thức ăn liên tục tăng, mỗi con heo hơi bán ra thị trường lỗ 1 triệu đồng, nên gia đình ông và nhiều hộ chăn nuôi nhỏ lẻ đã bỏ chuồng. Tình trạng tương tự cũng diễn ra đối với các cơ sở chăn nuôi nhỏ lẻ tại Tây Ninh. Ghi nhận tại một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, người chăn nuôi đang bước vào đợt đẩy mạnh tái đàn gia súc gia cầm để đón thị trường tiêu dùng cuối năm. Ở Tiền Giang, trong 9 tháng năm 2023, chăn nuôi heo tăng thêm 3% so với cùng kỳ năm trước, với tổng đàn hơn 290.000 con. Tại Hậu Giang, tổng đàn gia súc đã khôi phục được 145.000 con, đạt trên 90% so với thời điểm trước khi xảy ra dịch tả heo châu Phi. Những ngày gần đây, giá heo hơi tại ba miền Bắc Trung Nam đều giảm khá mạnh, khoảng 2.000 đến 3.000 đồng một ký so với cách đây vài ngày. Hiện mức giá trung bình của cả nước còn khoảng 51.000 đồng đến 52.000 đồng một ký, mức thấp nhất là 48.000 đồng đến 49.000 đồng một ký.